Tôi tự giới thiệu các bạn chiếc gương là M927. Đây ạ, gương M927 với cái khung là bằng nhựa giả gỗ thôi các bạn nhé. Trông như là gỗ nhưng mà thực ra là nhựa giả gỗ nhé. Chi tiết của chiếc gương đây ạ. Với cái khung của chiếc gương này là chiều rộng của chiếc gương này là 500 nhé mm và dài là 700 cho các bạn nhé, dài theo chiều cao là 700 đấy. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn ạ.